một bầu không khí đầy xúc động đã diễn ra tại thủ đô Athens của Hy Lạp khi dàn nhạc giao hưởng của đài phát thanh truyền hình nhà nước RT thực hiện màn biểu diễn chia tay sau khi chính phủ nước này quyết định đóng cửa đài như một phần của kế hoạch thắt lưng buộc bụng nhằm thắt chặt chỉ tiêu. Một nữ nghệ sĩ Dương Cầm đã không ngăn nổi nước mắt cho suốt buổi trình diễn được phát sóng trên một màn hình lớn bên ngoài trụ sở RT và nhiều trang web. Các thành viên cho đội hợp xướng cũng xúc động rơi nước mắt khi thể hiện chương trình này. Đây cũng chính là thông điệp phản đối việc đóng cửa đài phát thanh truyền hình quốc gia mà theo nhiều nghệ sĩ nó sẽ làm mất đi nền văn hóa của Hy Lạp. Sau khi RT bị đóng cửa, hàng ngàn nhân viên của cơ quan này vẫn chiếm giữ văn phòng ở thủ đô Athens và một số thành phố lớn khác. Trong khi đó, hoạt động truyền tải thông tin vẫn được duy trì thông qua mạng Internet với sự trợ giúp của Liên minh Truyền thông châu Âu và Đài phát thanh Hy Lạp. Theo các cuộc thăm dò dư luận mới đây, có khoảng 66% người dân Hy Lạp được hỏi phản đối việc đóng cửa đài phát thanh và truyền hình nói trên.